Ok và hello anh em, mình mới có lập một cái shop up về Free Fire và Liên Quân giá rẻ. Thì anh em nào muốn sở hữu những cái tài khoản ngon, bổ và rẻ thì hãy qua shop thanheg.com nha. Và mình sẽ quay cái vòng quay kim cương để có thể sở hữu 9999 kim cương với chỉ giá là 20.000 thôi anh em ạ. Tôi sẽ mua khoảng 3 lượt đi, 3 lần đi anh em. Ok, chúng ta sẽ mua nha. Và mình bắt đầu là mình quay nha anh em. Mình còn 3 lượt nữa. Đây, mình sẽ quay nha. Và không biết là liệu rằng chúng ta có vào được 9999 kim cương hay không. Rồi. Wow, ui. Tôi được 9000 kim cương luôn này. Ui vãi trưởng luôn anh em ạ. Vòng quay may mắn vãi. Vừa vào cái được 9000 kim cương luôn. Oh my god. Lần quay thứ hai sẽ được cái gì đây? 10 kim cương khổ, lần 2 thì bắt khá đã khá đen rồi anh em. Và cuối cùng lần 3 nhá. Rồi, xem nào. 10 kim cương nhưng mà tổng cộng là mình được 9.020 kim cương anh em nha. Rồi thì anh em nào muốn quay giống như mình thì có thể vào shop up Free Fire vòng quay kim cương shop thanheg.com nha. Rồi ok. Ok và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình là ThanheG đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất của Dragon City nha anh em. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi, let's go. Thì hôm nay thì mình đã cố gắng loát tầm khoảng 5 phút anh em ạ. Đây là loát tầm 5 phút anh em. Đây là người gọi là mạnh nhất thế giới. Đây là sao nhỉ? Drogon anh em ạ. Người chơi Dragon City mạnh nhất thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng của bang hội với hơn 2 triệu Master Boy. Đứng đầu bảng xếp hạng thế giới với số Master Boy cái gì nhỉ? Cái số rồng một cái số gì đó. Quá khủng khiếp anh em ạ. Xem qua một chút thì ta thấy anh ta full tất cả các đảo. Full tất cả các đảo nhá. Và trang trí thì cũng khá đẹp nhưng không được đẹp bằng cái bạn hôm qua. Ở bên này sẽ có một lớp rào trứng bên ngoài, sau đó sẽ là một cái lớp về những cái lá cờ của những con rồng Heroic. Khá đẹp, đây hòn đảo thứ hai. Hòn đảo đầu tiên thì cũng thấy nó trang trí cũng rất là bình thường thôi, không có quá gì cả. Ở đây tạo ra một cái con đường này, cái này kiểu lối trang trí ngày xưa rồi. Thêm còn gì nữa không? Cái đảo này thì không có bất kỳ một cái... Có một cái ngai vàng, có một ngai vàng màu đen ở bên này anh em ạ. Nhìn trông khá là xịn sò con bò ra. Đảo này không có nơi để nuôi rồng. Rồi ok, chỗ này chữ VIP, chữ Legend. Và mình cũng không nhìn thấy có gì bất thường quá. Và không có quá nhiều một con rồng gì đó mà nó gọi là nhiều quá thể anh em. Rồi về rồng Heroic, về rồng Legend của anh này thì anh này rất rất nhiều rồng nha anh em. Người bí ẩn Drogon sẽ có 1 Heroic 5 sao, 2, 3, 3 Heroic 5 sao, 4 này, có 4 rồi, 5 này, 6 này, 7 này, đấy, 8 này, 9 này, 9, 9, 9, 10. Ngày xưa Link Ali là top 1 anh em ạ, nhưng mà Link Ali bây giờ bị ban nick rồi phải, Link Ali hack. Ok, rồi, Kunkus cũng thật sự là không có quá nhiều Heroic lắm, nhờ. Không, cũng đầy đủ đấy, mình nghĩ sẽ tầm khoảng 49 con Heroic. Kunkus Legendary này 5 sao. Con này cũng 5 sao, level 70. Darkrai Dragon, có Galestorm, con này là VIP này anh em. Chihon con rồng khá đẹp anh em ạ. Jupiter, vua đường Jupiter, tất cả các con đều chỉ có một con thôi nha. Chắc anh nghĩ nạp tiền vào đây anh em ạ. Chiumpens, Osiris. Ý kiến của anh em thế nào? Cryogenic này. Ở bên này có Rigiri 1 sao thôi. Có sầu riêng 5 sao. Celebration cũng 5 sao. Eye of Chao, Forest Queen dùng 5 sao nhiều lắm. Mình xem ở cái phần bên ngoài ấy, thì anh ta rất là nhiều dòng 5 sao rồi anh em ạ. Đây này, chúng ta sẽ cho anh em xem nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại nhà đi. Ok, mà mình còn một đống nhiệm vụ mình làm nữa. Mình chỉ đi thăm nhà một chút xíu thôi. Không mất quá nhiều thời gian ấy. Không mất nhiều thời gian lắm. Ok. Chúng ta sẽ...
Về nhà đấy anh ạ, về nhà khá là nhanh, nhưng mà nhà của anh cái Dragon này thì loát hơi lâu ấy, mất tầm bao nhiêu phút thì mình mới xong được. Ok, thì chúng ta sẽ có Black Chest giá là 150 game này, khá là hạt rẻ ra nhờ. Ok, chúng ta sẽ đi lấy thêm coin. Chiều nay tôi sẽ lấy rồng mới nhá anh em. Chiều nay tôi sẽ lấy luôn hai con hay lấy một con nhỉ? Tôi đang suy nghĩ. Cái coin này thì bao giờ nó hết nhỉ? Cái coin này thì chỉ còn có 5 giờ thôi anh em ạ. Nên đi lấy cái điểm coin này đi. Mình có 17.000 cơ mà. Mình nghĩ nó sẽ đủ thôi anh em. Không có quá nhiều gì phải lo lắng cả, mình tận 3 ngày đấy cơ mà. 3 ngày mỗi ngày 1.800 thì nó sẽ là 8324 5k4 à? 6 hay 18 nhỉ? 18 anh em, 6 18 5k4 vẫn đủ nha anh em. Tầm mình chỉ cần gọi tầm khoảng 20.000 thôi, mình cần tầm khoảng 20.000 coin là mình đủ rồi. Cộng thêm 3k nữa. À không, không đến 3k đâu, tầm khoảng 2k nữa. Nhưng mà coin này thì mình phải lấy này, cái điểm di chuyển này mình bắt buộc phải lấy, nhưng mà không lấy không được. Chỉ còn có 16.700 thôi. Chiều nay mình sẽ lấy được một con thêm con rồng nữa này. Ok, nói chung là mình cần tính toán rất là tí. Hai trăm mười mấy ngàn. Ở đây có hò gì không? Cũng không có quá nhiều hò cho lắm đâu. Bước cuối thì sẽ bỏ đi nha anh em. Ủa, con này tốn coin ghê. Thề tốn coin kinh khủng luôn. Có một hòm ở đây. Có một hòm ở Terra ở đấy để mình xem có lấy hay không thôi. Chiều nay cái đất kết thúc rồi ấy. Chúng ta sẽ phải đi lấy luôn. Chắc chắn là vẫn sẽ đủ nha anh em. Chắc chắn 100% là tôi sẽ vẫn đủ coin thôi. 100% là tôi sẽ vẫn đủ coin để làm cái nhiệm vụ này. Và tôi còn lấy thêm được một đống coin bên này nữa. Tội gì nhờ anh em, đây là cái coin cuối cùng rồi. 10 game anh em ơi. Cũng được, nói chung là không phải là quá tệ lắm. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái này. Open, top open. Cái này sẽ là bao nhiêu, nó chỉ là 5 điểm thôi. 700 cho một cái hòm này là quá đắt thôi. Thôi, stop nha anh em. Cho nên stop lại. Ở đây tôi vẫn còn có thêm coin mà. Sáng vẫn có thể lấy thêm coin được mà. Ten. Cho tôi vào tầm khoảng còn 14.000 coin. 14.000 coin mà cộng với khoảng là không đến 8.000 đâu. Tôi nghĩ là tầm khoảng 6.000. 6.000 thì vẫn tầm khoảng 20.000 và vẫn sẽ đủ nha anh em. Tính toán hết rồi. Nói chung là nó cũng khá hợp lý đúng không? Lấy hai con rồng legend mới thế thôi là xong. Chứ lấy một cái con rồng legend kia thì nó quá đắt, tầm khoảng 20.000 ấy. Đắt quá. Nếu mà con đấy là thay bằng Titan thì chúng ta sẽ bỏ rồng legend. Nhưng mà thôi, lấy hai dòng legend thì vẫn hơn dòng một dòng legend đúng không anh em? Và dòng legend lần này hai con kia còn đẹp hơn cái con 24.000 cơ. Không lấy không được. Ok, chúng ta sẽ lấy xong coin rồi này. Lấy xong coin rồi nha. Coin tôi đã full hết rồi. Ten, cho con khoảng 80 điểm. Wow, ngon ghê. Collect food và cho thú ăn. Thú ăn hoa. Ok, cái này để tiện làm vậy. Bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là quest có không nhỉ? Quest đang hồi rồi, không có nhiệm vụ quest đâu. Cho sẽ chơi cái này đi. Ui, 80 điểm cơ à? Dã man. Ở đây ta sẽ lấy thêm này coin này là 500 này. Ok, còn lấy khoảng 3 lần coin nữa cơ mà. Cái này 1.000 này. Muốn có thể lấy khoảng 2.000 coin bên này nữa nha. Dễ mà, game dễ vãi. Không khó khăn gì đâu. Ta sẽ chơi cái này khoảng 3 trận nha anh em. Ai chà chà. Và như chắc chắn là mình sẽ lấy được con rồng này thôi. Cũng không khó khăn lắm. Lên nào. Thế như là xem quảng cáo để lấy cái điểm di chuyển là cũng còn ngày hôm nay hoặc ngày mai nữa thôi là hết rồi. Thì ngày hôm nay là hết rồi anh em ạ. Và cái sự kiện này cũng rất là nhanh. Kết thúc nhanh anh em. Sắp kết thúc rồi đấy. Thì như chỉ có khoảng 1 đến 2 ngày thôi. Còn có 1 ngày nữa thì phải. Đến ngày mai là nó kết thúc rồi. Nhanh ghê. Chúng ta không tập trung chơi là không lấy được con rồng mới đâu ấy. Wow, anh em ơi, chúng ta sẽ lấy rất là nhiều coin bên này. Lên trên xuống dưới này. Oh, quả này phải chết rồi anh em ạ. Không chết không được ạ. Chắc chắn rồi, quả này không thể không chết được. Tại vì cái đấy nó cực khó luôn. Phải gọi là căn nó cực kỳ đúng lực ấy. Thì mới có thể là qua được chỗ đấy, nhưng mà thôi không cần. Teo. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ lấy hết cái đống điểm này luôn. Đấy, hợp lý chưa? Rồi, bay qua nào. Đúng rồi.
sẽ lấy thêm vào đây. Ui rồi, tí chết nhá. Mình có 108 đây anh em ơi, vẫn chưa thể dừng lại được. Ít nhất là 115, ít nhất là 115. Đây rồi, ba cái. Đúng rồi, 100 bao nhiêu rồi, 112 rồi. Đấy, di chuyển rất là hay luôn. Còn đấy tốt đấy, 115 là mình tự mình thoát ra thôi. Tại vì là ôi trời ơi, khó quá. Phần này khó quá rồi. Nó sẽ lấy cái con rồng này. Con này nó ui, lấy sắp lấy được luôn kìa. Mình còn tận đến 75 điểm nữa cơ. Không, mình quên, không biết là xem là còn thời gian là bao nhiêu ấy. Mình nghĩ là chỉ còn hơn một ngày thôi là sẽ kết thúc cái sự kiện này rồi. Thế nhưng là sau sự kiện này là chúng ta sẽ tới đua Heroic nha. Hay đấy, hay đấy. Thì cá thích. Ok, chúng ta sẽ lấy cái coin ở đây. Rất nhiều thức ăn. Xong chưa nhỉ? Rồi, tôi sẽ bay xuống dưới nhá. Bay xuống dưới phát. May thế nhở, quả đấy không chết. Dạo này nó sao nó nhiều thế nhở? Nhiều cái trụ cản đường ở đây thế. Đúng rồi, chúng ta có rất là nhiều thức ăn ở bên này. Ôi dồi, ôi à, vẫn qua được ạ. Tôi không thể tin được, tôi phải qua cái chỗ đấy luôn ạ. Vãi đạn, vãi đạn thật. Không ngờ đấy, không ngờ nó có thể qua được đấy. Rồi, cố lên là 115 điểm nhá. Giờ có 101 thôi. Vẫn cố gắng chơi tối đa cái số điểm mà mình có thể lấy được. Ôi rồi, quả đấy không ăn được rồi. Quả đấy nhảy kiểu gì thì cũng không ăn được. Khá khó. Đấy, 108. Không đi được. Mình phải lướt thêm trên lên trên thêm một lần nữa cơ thì mới được. Rồi, tôi sẽ lấy được con rồng này và lấy được thêm khoảng 400 coin nữa. Con rồng này khá xấu. Sự kiện lần này rồng khá là xấu anh em ạ. Nhờ yeah. Nó không đẹp lắm. Tôi còn lấy thêm được con khủng long nữa thì để làm cái gì ta. Khủng long tôi sở hữu rồi. Khủng long tôi sở hữu luôn trong cái sự kiện rồi ấy. Chẳng hiểu lấy khủng long làm cái gì luôn. Biết thế không đi khủng long ở trong cái sự kiện cũ nhở. Đằng nào thì vẫn phải vượt qua này này. Thì mình không nghĩ là nó sẽ có cái phần thưởng là quả khủng long đấy cơ. Điều này thì chịu thật thực sự luôn ấy. Trời ơi, ngon. Ngon lên, ngon bạn ơi. Vậy đấy, đúng rồi. Ta sẽ lấy rất nhiều cái điểm ở bên này. Đấy, ok. Đấy, hợp lý chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ lấy thêm một vài cái item ở bên này. Chúng ta có thêm nữa. Lên trên nào. Khá là ổn chứ nhỉ. Một 108. Thôi mình cứ cho để ra cái mục tiêu là 110 thôi anh em ạ. Cao hơn thì nó hơi khó khăn đấy. 111 rồi nè. Cố hết một lần nữa là chúng ta sẽ có thể là... Ôi giời ơi, không vượt qua rồi. Vâng, ok, chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.